chương 35 Chúa sẽ cứ dắt đưa ngươi Làm cho ngươi no lòng Giữa nơi khô cạn lớn Làm cho các xương ngươi cứng mạnh Ngươi sẽ như vườn năng tưới Như suối nước chẳng hề khô cạn vậy Chúng tôi sống ở Đà Nẵng 6 tháng Giúp đỡ ông bà Ida Gwin Và dạy trường kinh thánh Với giáo sĩ Paul Carson Thật tốt khi được gần gũi với người bạn thân thiết nhất mà chúng tôi đã kết thông ra qua đám cưới của con gái chúng tôi với con trai của ông. Một lần nữa tôi lại có đặc ân trở lại trường Kinh Thánh. Chúng tôi từng là giáo sư nhiều năm trước khi trường được thành lập. Lúc đầu, nhà trường hoàn toàn do Hội Thánh Tin Hành Việt Nam điều hành. Các giáo sĩ chỉ là giáo sư, được mời tham dự các phiên họp của ban giáo sư. Với tư cách là đại diện của Ban Chỉ sự hội truyền giáo ở miền Trung Việt Nam, tôi có trách nhiệm đến gặp chính quyền khi có bất cứ việc gì liên quan đến các giáo sĩ. Khi Hội Thánh Tiên Lành Việt Nam yêu cầu giáo sĩ đệ trình một vấn đề nào đó lên chính quyền, tôi cũng giúp họ. Tôi mong được giúp đỡ các truyền giáo, tôi mong được giúp đỡ các truyền đạo Việt Nam ở các vùng xa xôi hẻo lánh, nơi không có giáo sĩ nào bên cạnh để hỗ trợ chú mở đường cho công việc ở quy nhơn được khởi đầu lại một vị mục sư được bổ nhiệm đến phụ trách công việc chúa tại thành phố đông dân nhất miền trung việt nam này một hôm tôi nhận được thư của ông thúc giục tôi tìm cách đến thăm hội thánh ở đó ông đang rất cần được giúp đỡ và cố vấn trên đường về sài gòn họp ban trị sự hội truyền giáo tôi ghé qua quy nhơn ông rất vui mừng chào đón tôi ông sống trong một căn nhà rất nhỏ và tôi cố gắng trải qua ba đêm ở đó. Tất cả gia đình sống trong một phòng lớn. Ông dốc đổ tấm lòng với tôi bày tỏ niềm hy vọng sẽ làm một điều gì đó để tổ chức những buổi truyền giảng phúc âm đặc biệt trong thành phố rộng lớn đang phục hồi nhanh chóng này. Chúng tôi tìm kiếm một miếng đất lớn và tìm hiểu chi phí xây dựng một nhà thờ lớn lập lá. Chi phí tất cả là 500 đô la hay 35.000 đồng Việt Nam. Trước khi đi Sài Gòn, tôi hứa với truyền đạo là sẽ cố gắng hết sức để xin số tiền đó và hy vọng sẽ sớm tổ chức được những buổi truyền giảng đặc biệt. Tôi xúc động khi nhìn những đám đông người và cầu nguyện xin Chúa tạo điều kiện dễ dàng cho chúng tôi thực hiện được công việc quan trọng này. Mọi người trong ban chỉ sự đều quan tâm đến dự án này, nhưng họ nói nấy đâu ra làm trầm đồ bây giờ ngân sách chúng ta đã lên đến mức giới hạn rồi đó là một trong những lý do khiến cho nhiều công việc không thể tiến hành được ở địa hạt truyền giáo vì không có sẵn ngân sách chúng tôi thất vọng và ông truyền đạo còn thất vọng nhiều hơn tôi tự hỏi mình có thể làm gì để mở mang công việc chúa ở nơi chưa vươn tới được này ở đó hầu hết người ta chưa từng nghe về phúc âm một đêm kia chúa ban cho tôi một khải tượng trong giấc mộng tôi thấy một trại giảng phúc âm lớn có đông người tham dự khi thức giấc tôi không sao quên được hình ảnh đó ám ảnh tâm trí tôi mãi tôi tầm nghĩ tại sao không làm như thế đó chính là giải pháp tôi lập tức viết thư cho một người bạn nhờ hỏi giúp giá tiền và chi phí cho một cái trại lớn có thể chứa vài trăm người Ông trả lời giá tiền lên đến 1.500 đô la. Tôi không thể làm được gì cả. Chúng tôi đã không thể kiếm ra 500 đô la để cất một cái nhà thờ lập lá. Thì làm sao có được 1.500 đô để mua trải? Thật bất ngờ, một hôm tôi nhận được thư của một người bạn cũ. Đó là ông Adam ở Ohio. Ông và các bạn đã tiến hành các buổi truyền giảng phúc âm trong liều trại nhiều năm rồi. Họ là tín đồ đã tổ chức nhiều buổi nhóm liều trại và đã chinh phục được nhiều linh hồn. Nhưng họ nói, chúng tôi không còn khả năng tiếp tục công việc này nữa. Họ đã nhận được bức thư luân lưu trình bày nhu cầu của chúng tôi. Sau khi đọc xong, họ nói với nhau, đây là giải pháp cho lời cầu nguyện của chúng ta về cái nều. Hãy gọi cái nều này sang Việt Nam cùng với bàn ghế và tất cả đồ trang bị. Đó là nội dung bức thư họ muốn dâng cái nều để truyền giảng phúc âm hơn là bán cho những người khác. Thủ quỹ hội truyền giáo chúng tôi, ông um, Bela King, nói rằng nếu cái nều còn tốt thì đó là một ý hay Nhưng chúng tôi phải trả tiền chi phí gọi sang Việt Nam Chúa đã cùng làm việc với chúng tôi Những người ở hội thánh nhà của chúng tôi tại Lai Ách Gửi giúp số tiền 500 đô la Rồi các nơi khác cũng tiếp tục gửi tiền đến Chẳng bao lâu chúng tôi đã có số tiền 1.500 đô la Quả thật Đức Chúa Trời đã ban phước cho sự cố gắng truyền giảng phúc âm này một cách dư dật Vượt quá sự mong đợi Số tiền này giúp cho chúng tôi có được những băng ghế kiểu dáng đẹp từ Mỹ gửi sang những băng ghế này có thể tháo ráp để trở đi từ nơi này đến nơi khác thật ra việc chuyên trở lều trại từ trung tâm này đến trung tâm khác cũng rất tốn kém nên cần phải tính toán như thế nào để khi di chuyển tất cả đồ đạc trang bị đều được chất nên một chiếc xe tải lớn cuối cùng lều cũng đến nơi cùng với 60 ghế xếp đèn điện bóng đèn cũng có một máy phát điện tốt để thắp sáng cả trại và cung cấp cho hệ thống phát thanh. Phương cách Chúa giúp đỡ chúng tôi quả là một phép nạ. Mọi thứ đã sẵn sàng cho chiến dịch truyền giảng phúc âm sắp bắt đầu. Ban trị sự hội truyền giáo chấp thuận kế hoạch sử dụng một nhà truyền giáo Việt Nam và một học viên trẻ đã được huấn luyện để dạy các em thiếu nhi. Ngoài ra còn cần phải có một người giữ nều, chăm nom tất cả các đồ trang bị người này phải biết cách chạy máy phát điện biết sử dụng hệ thống phát thanh và các loa phóng thanh bởi ý chúa con trai út của chúng tôi là thom và vợ hiện đang ở địa hạt truyền giáo cùng với hai giáo sĩ trẻ khác đến thăm chúng tôi tại huế họ mở tấm nều và ghế ra cố dùng dây nối các tấm nều lại với nhau người mỹ chúng tôi thường có mặc cảm tự tôn đôi khi nghĩ mình thông minh hơn dân bản xứ ở chung quanh. Người đầu bếp Việt Nam đi theo chúng tôi đã chỉ cho chúng tôi cách nắp ráp các tấm nều lại với nhau. Cái nều nhanh chóng được căng lên và trông đẹp đẽ biết bao. Bây giờ chúng tôi trở lại Huế sau 15 năm vắng mặt và Chúa đã chỉ cho chúng tôi cách biết tại sao Ngài để chúng tôi chịu thử thách trong việc đóng bàn ghế cho ngôi nhà ở Đà Nẵng lẽ ra có thể thuê một ngôi nhà kiểu pháp được trang bị đồ đạc đầy đủ như ở huế loại nhà rất tốt mà chúng tôi từng ở tại các địa điểm khác chung quanh nhà có vườn hoa tươi tốt nhà ở gần biêu điện ngay trung tâm dễ tìm và có nhiều phòng để ở và làm việc đây là phần thưởng cho tinh thần sẵn sàng làm việc cực nhọc để trang bị cho ngôi nhà ở đà nẵng đó là đường lối Chúa dùng để dạy dỗ hội thánh Việt Nam một vài bài học về các giáo sĩ. Tất cả sự vinh hiển đều thuộc về Ngài. Chiến dịch đầu tiên của chúng tôi phát động ở Đế Đô Huế. Đêm này có đêm khác người ta đến dự rất đông, ngồi chặt cả nều và tràn ra bên ngoài. Có 53 người quyết định theo đấng quiz Trong vài đêm đã có hơn 1.000 người đến nhóm. Bên trong nều không còn chỗ trống nhiều người phải ngồi ở ngoài. Đây là bước khởi đầu nhưng đã mang lại nhiều ơn phước cho thành phố này, vốn chưa từng nghe sứ điệp do truyền đạo Việt Nam giao truyền. Ông giảng sứ điệp một cách đơn sơ nhưng thú vị nên có sức hút người ta ngay. Chúng tôi thấy rằng Chúa đã chuẩn bị một người thích hợp cho các chương trình sẽ thực hiện trong tương lai. Một hôm, ông Thục người truyền đạo và tôi bàn luận về kế hoạch chung để tiến hành các chiến dịch tiếp theo. Ông cho rằng các buổi nhóm nên tổ chức trong nhà thờ nhằm đến đến cho tín đồ sự phục hưng và sự quan tâm mới mẻ đến việc chinh phục linh hồn cho Chúa. Đó là một ý kiến hay, nhưng đó không phải là mục đích của việc trang bị lều trại này. Chúa đã ban cho chúng tôi khải tượng đi đến miền xa xăm tôi cẩn thận giải thích ý tưởng này cho ông thục và ông lắng nghe chăm chú ông có vẻ thất vọng về kế hoạch của tôi nhưng hứa sẽ cầu nguyện nhiều và sau này sẽ cho tôi biết chúng tôi phải làm gì chẳng bao lâu sau là đến kỳ họp hội đồng thường niên của hội thánh tin lành việt nam tôi tham dự với tư cách đại biểu không chính thức tôi gặp ông thục ở đó ông dẫn tôi đến góc nhà thờ nơi đã treo sẵn các tấm sơ đồ và bản đồ trên tường chỉ cho tôi thấy đoàn truyền giảng phúc âm sử dụng nều trại sẽ làm gì trong năm tới những gì tôi trông thấy thật kỳ diệu tôi cảm tạ ơn Chúa vì Đức Thánh Linh đã mặc khải một cách rõ ràng cho ông cũng như cho chính tôi thấy cách tổ chức các buổi nhóm trong nều trại là như thế nào và tiến hành ở nơi nào Chúa đã cho ông nhận biết đầy đủ nhu cầu thiết yếu của việc đẩy mạnh chiến dịch truyền giảng đến các miền xa xăm, nơi người ta chưa từng nghe đến phúc âm. Kế hoạch sẽ tiến hành ở miền Trung Việt Nam, bắt đầu từ vùng cực Nam, cách đế đô Huế 500 dặm, nơi chúng tôi đang sống. Các giáo sĩ ở trong khu vực đó phải cộng tác với truyền đạo Việt Nam. Chẳng bao lâu, các buổi nhóm bắt đầu và chỉ trong vòng một năm đã có 10 chiến dịch được tổ chức ở các trung tâm chiến lược kể cả quy nhơn kết quả có 650 linh hồn quý báu được cứu và gây dựng được năm hội thánh mới đức chúa trời đã làm cho lời ngài được tôn kính sức giàu cho người truyền đạo và nhậm lời cầu nguyện trong chương trình mới bạn có thể thấy giáo sĩ giúp đỡ hội thánh tin lành việt nam và chỉ cho họ cách tiến hành chiến dịch như thế nào có vẻ như chúng tôi cần phải dạy tiếng anh bởi vì có rất nhiều người việt nam háo hức muốn học Chúng tôi dọn đến nhà mới xong là đồng ý mở lớp ngay. Trong một thời gian ngắn, bà Sebin và tôi đã có 20 năm học viên trẻ tuổi trong lớp học của chúng tôi. Điều kiện để vào học là đồng ý lắng nghe lời Đức Chúa Trời mà chúng tôi dùng trong mỗi tiết học. Có quá nhiều người xin học tiếng Anh đến nỗi cuối cùng chúng tôi phải yêu cầu học viên đóng một ít học phí cho mỗi lớp học số tiền thu được dùng để chi phí cho các buổi nhóm nêu trại và đài thọ chi phí di chuyển chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi chính quyền và các quan chức mỹ hợp tác thành lập một trường dạy tiếng anh thường xuyên ở sài gòn và huế do vậy chúng tôi có thể dành ít thời gian hơn cho công việc mệt nhọc này chắc chắn công việc của chúng tôi đã đem lại phước hạnh cho hàng trăm thanh niên nam nữ kết quả là có một số học viên được cứu